Quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là phần camera máy ảnh. À xin lỗi các bạn, phần chân sạc pin của điện thoại Huawei G7 Plus được hàn trên bo sạc phía cuối đôi máy như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần chân sạc pin của điện thoại Huawei G7 Plus lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới chân sạc pin cho điện thoại Huawei G7 Plus. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, di động cao cấp.vn có tất cả linh kiện trên Huawei G7 Plus nói chung và phần chân sạc của máy nói riêng thay mới vì các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới chân sạc cho Huawei G7 Plus nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship chân sạc của Huawei G7 Plus đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Huawei G7 Plus hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị bạn.